cá riếc. Gỏi cá riếc. Gỏi cá riếc. Úi gỏi cá riếc. Đây có con cá riếc. Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay thì là ngày cuối tháng 5. Đấy, thời tiết ở quê đang rất chi nắng nóng. Đấy, nắng nóng thế này thì chúng ta sẽ thưởng thức một món gỏi nhá. Đầu tiên mình sẽ phải tát hết cái ao này để xem bắt được con cá nào để mình sẽ làm gỏi con cá đấy nha. Đấy, các bạn cứ ngủ khoảng 1-2 hôm thì mình tát xong ao mình sẽ giới thiệu luôn các bạn xem là hôm nay chúng ta sẽ bắt được cá gì để làm gỏi nhá. Nào, ngủ một giấc đi và hãy chờ xem hôm nay chúng ta sẽ ăn gỏi gì nhá. Đấy. Tiếp theo là bắt đầu sẽ là chế biến cá riếc nhá. Đấy, mình đã bắt được cá riếc. Đấy, vừa phải tát hết cả ao bắt đầu bắt được cá riếc ạ. Các bạn đã nghe đến gỏi cá riếc chưa ạ? Đấy, hôm nay nếu theo dõi video của mình thì các bạn sẽ được thưởng thức món gỏi cá riếc nhá. Chúng ta sẽ biết đến gỏi cá mè, diêu hồng hay là vượt nhạch các kiểu, nhưng mà cá mòi, nhưng mà gỏi cá riếc thì có lẽ sẽ rất hiếm đấy. Chúng ta sẽ ngâm một chút nước muối nha. Đấy, vừa đảm bảo vệ sinh vừa cá cứng với sát khuẩn. Đã được 4 bạn cho vào trong tắm muối. Xong giai đoạn 1. Để ráo và chuẩn bị cuốn báo cho khô ráo. Tiếp theo tiết mục đi hái ná nha. Đấy, ăn gỏi không thể được thiếu được cái ná đài bì. Đấy, tiếp theo đi hái các loại ná khác rồi. Đấy, gỏi không thể thiếu được ná sung nhá. Đấy, ná mơ này, bình năng này. Để cái ở quê nên rất sẵn về các loại ná này, chỉ cần hô ăn gỏi cái là sẽ đi hái rất nhiều ná. Đấy, xong rồi đi hái thì ta đã được một rổ. Đấy, gồm các loại ná đài bi này, một vài cái ná nghệ này, ná sung này, ná mơ này, đinh năng này. Đấy, tí nữa làm cái hoa chuối nữa là em rít. Cái riềng nghệ mình đã giã sẵn nha. Còn lại trong lúc tranh thủ đi hái ná thì ở nhà là có người giã nhanh lắm rồi. Thế thì không quên. Đấy, sái cứ thấy nó bóng nử này được rồi. Được, một thịt này là quá chuẩn. Chắc to vậy nó 3-4 nặng còn. Nằm phục rổ. Thì cà chuối chắc follow để được nhận những món gỏi đa dạng. Ngày 36 giờ đấy mà yếu tố cấm bán cứ ở đấy ở các bạn mua về nhà không có khá. Có miếng tây chó mua về. Thứ Bảy. Hôm nay về quán nước nào? Chung Kết C1. Chung Kết C1. Toàn Anh. Không mà chỉ thêm qua để trên đôi qua chắc những cái mùng gì á. Kéo đi. Cái khung phần bụng này mới ngon. Kéo. Đấy nữa. Định móc hàm là 62, có 12. Riêng này kho nhỉ? Ăn kho cải à? Hôm nay anh sẽ được ăn 3 món, đó là gỏi cá diếc, cá diếc nấu sam và cá diếc kho riềng. Cái trước này mình nấu với cải xanh 3 món. Một cái trước nên nấu cải món cực diếc. Hôm nay chúng ta sẽ ăn diếc đủ món, cá diếc đủ món. Chiều luôn. Ít như chiều đến từ. Con nào cũng cọc nữa. Đào gì? Bác bệnh nhờ nhau ông nằm trong mấy bình ngâm rượu, bác bệnh nhiều. Tây mùi nồng bệnh. Thế quảng cáo bảo uống ngon lắm. Nó là hoa quả ấy, hoa quả ấy. Nói chung là uống, mình nên uống những loại rượu không? Nửa đường sao không nghe tiếng máy? Lát thôi! Đừng mua bia nhá! Có cầm vậy, có cầm đá không? Vậy năm nay đầu tư án nào không? Năm vừa rồi ra quân mà diêu hồng đưa vào tầm 50 tấn đấy, 50 tấn thì dân thì cứ mua cái cân thì cần 2.000 cả ông thôi, không cần nhiều. Làm gì cũng đi lá ấy, làm dần chưa? Con làm hết từ đấy con á mình đó, làm hết từ đấy, làm hết con này có vào huyện ăn rồi, chạy một chiếu ngoài này đàn ông này cho đàn bà. Rồi để em đổ chiếu ngay. Đây có một có 9 con đấy. 9 con một con. Nọc xương rồi mà còn bằng ngày đấy. 2 con một cân. 2 con 3 con một cân. 2 con thì 3 con một cân. Tầm 3 năm rưỡi. Rồi một to là 5 nạng đấy. Con ngồi trên đấy mẹ mấy đứa ngồi trong nhà. Không ít rồi mà. Bơi cộng vào ngoài gì đâu. Hỏi cái ngon nha. Thưởng thức thôi, đến bao giờ đến giờ thưởng thức rồi. Gỏi cá diếc nha. Gỏi cá diếc nha. Chắc gỏi cá gì đâu. Các bác ạ. Vâng, vược nó bình thường. Vược thì nó quá bình thường. Nó phải là gỏi cá diếc. Nhấn mạnh lại là gỏi cá diếc. Vòng tròn này. Vòng tròn đủ vân, đủ dạng, đủ xếp lá ra. Không dám ngồi. Không dám ngồi đi ăn chúng mày họ quay vào nó như đi mạng thế. Cái nó đâu. Các bạn. Kéo này nào, nguồn này là 8 tạ. Ý không mỗi ngày 1 tạ. Nhiều nhờ. Vào phát triển đẹp. Nước là tạ. Chắc uống anh uống nhiều. Anh cho em vào không cần. Cho anh chị cái thìa nhé. Trộn được. Cho múc. Giờ không ai ăn thì chở vào múc mình ăn chở vào. Anh cho luôn bát đấy luôn đi. Chấm chấm. Ngày xưa những cái hồi nhỏ thì mẹ cái là giấm ăn. Thôi mọi người. Chấm gì? Gỏi cá diếc. Gỏi cá diếc. Gỏi cá diếc. Gỏi cá diếc. Đây có sườn cấu kia ông Tranh cũng làm cấu à? Sợ gì đâu. Nó bụng thì bao. Mỗi người tao ăn từ lọ này cả chút. Đục có vậy. Ngày không luôn liên tục sò nát ra mấy miếng được trong luôn. Em có về Nam Định với anh không? Đất Thành Nam trai tài gái đảm. Về cầu voi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi đây chất lượng cây tơ. Em có về Nam Định với anh không? Có bờ đê Thanh tới ta hò hẹn, câu yêu đương chỗ này là trọn vẹn. Để ai xa cũng sẽ nhớ về để động phút ân tình sao động một miền quê. Về đi em, về với quê. bia hơi rồi loanh quanh ta đi dạo. Về bên anh không cần lo tiền gạo, em làm dâu Nam Định chẳng phải dạng vừa đâu. Nói tục hết dăm câu nhưng vẫn bao tình nghĩa. Dòng cô xa nước về tiếng nói ngọng thề thôi, nhưng đã lòi yêu em na xinh luôn bầy bế. Không xin em cứ về Nam Định với anh xem, không thương anh em cũng cứ về Nam Định mà chơi. Em có về Nam Định với anh không? Đất thành Nam, trai tài gái đảm. Về Cầu Voi em thương nhiều hơn nữa, bởi nơi đây chất lượng cây tơ. Em có về Nam Định với anh không? Có bờ đê thành thới ta hò hẹn câu yêu đương. Cảm ơn các bạn đã xem video, hãy like và share để ủng hộ kênh. Đừng quên ấn đăng ký để có những video mới nhất, hấp dẫn và nổi bật.